Một em bé gái 2 tuổi đang phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng hôn mê, nguy kịch tính mạng vì bị mắc sởi, biến chứng viêm não. Gia đình bệnh nhi cho biết, ông bà của bé không cho cháu chích ngừa vì sợ phản ứng sau tiêm chủng có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của bé. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cháu bé nhập viện ở trong tình trạng lơ mơ và hôn mê. Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm kiểm tra, xác định cháu đã bị biến chứng viêm não do sởi gây ra. Đây là trường hợp nặng, bệnh nhi đang phải thở máy. Nếu qua được giai đoạn nặng thì cháu có thể phục hồi. Tuy nhiên, rất ít bệnh nhi bị biến chứng viêm não sau mắc sởi có thể trở lại với cuộc sống bình thường. Nếu qua được nguy kịch thì đa số trẻ phải đối mặt với các di chứng thần kinh, ảnh hưởng đến trí não, tinh thần, thể chất. Gia đình bệnh nhi cho biết, cả hai mũi ngừa sởi khi 9 tháng và 18 tháng, bệnh nhi đều chưa được chủng ngừa vì sợ phản ứng sau tiêm và không có kháng thể bảo vệ, chính là nguyên nhân khiến cho cháu bé bị nhiễm bệnh khi dịch sởi xuất hiện ở trong cộng đồng. Theo các chuyên gia y tế, với tình hình dịch tễ tại Việt Nam thì vaccine sởi cần tiêm khi trẻ được 9 tháng tuổi. Nhóm trẻ sử dụng vaccine dịch vụ thời gian chích muộn hơn, thời gian chờ giữa mũi thứ nhất và mũi thứ hai cũng dài hơn nên có nguy cơ bị nhiễm bệnh trước khi chích ngừa mũi thứ nhất hoặc là bỏ quên mũi chích ngừa thứ hai, tạo ra lỗ hổng miễn dịch trong cộng đồng.